Này nha các bác nha, trước khi đi ngủ hôm nay em hơi bị cúm, hơi bị mệt, đâm ra em sẽ lên nốt cái video này và em sẽ ngủ. Và theo như thường lệ thì mỗi một tối em sẽ có một video giảm giá khuyến mại, và đặc biệt thì ở đây em muốn giới thiệu với các bác cái đôi này là cũng được khoảng tầm 8 tháng rồi, đã có cườm, đã khép hết rồi đấy. Con bên con đuôi gọn hơn này là con đực này đấy, con đuôi xòe xòe kia là con cái. Thì cái mã số này là mã số 43, được gắn vào con hai bích. Thì đôi này em để giá hết sức là hữu nghị thôi nhé, thay vì 1,5 triệu thì em sẽ lấy 1 triệu đấy, tại vì chim này là chim trưởng thành rồi anh em nhé. Anh em nào có cái lồng AV đấy, đây là con đực này anh em nhìn này đấy, riêng con chim đực thì nó đã bằng cái số tiền đấy rồi hoặc là hơn đấy, con đực này nó có thể là hơn. Nhưng mà video này em cố tình đăng đấy, cố tình đăng để cho anh em không bỏ kênh, anh em xem nó cũng có một cái như kiểu là mini game. Nhiều khi nhà em chim nó cũng nhiều, cố gắng là mỗi một ngày là có một cái video điểm nhấn, mỗi ngày có một cái video điểm nhấn đấy. Đây là con đực này anh em nhìn này, kết luôn đấy, ngực hồng mắt đỏ đấy, cườm vách luôn này. Còn con cái thì nó ấy hơn, cái thì nó cườm tấm hơn và nó hiền hơn anh em ạ. Đây con cái đây đấy, con cái đây đấy, cái có vẻ như nó tấm táp hơn đấy anh em, để ý nhá. Đực là đực, cái là cái đấy. Đôi này là thay thế 1,5 triệu thì em sẽ để cho anh em 1 triệu. Anh em nào nhanh tay đăng ký kênh điện cho em sớm 0335305982. Đây là những cái video clip mang tính chất là cảm ơn người xem kênh và cũng là những cái video điểm nhấn của một ngày. Hôm nay thì em hơi đau họng, trên này nó đang dịch cúm nên là cũng lây từ các cháu đến trường nên nó rất là đau họng, nói nó cũng không được to, các bác thông cảm. Đấy, sau sau cái clip này thì em sẽ không quay nữa và để buổi sau đấy, khỏe mạnh hơn em quay. Đấy, con đực này rất là ok anh em nhé, con đực này quá ok luôn, riêng con đực đã hơn tiền rồi. Đấy, anh em lấy một đôi, anh em có AV anh em về ghép nuôi sinh sản hoặc là để con đực chơi cũng được. Anh em nhé, đôi này là ok luôn, bộ to, đấy, bộ to, bộ siêu to luôn. Đây, có đi em ơi, cầm những cái hộp, đây là những cái hộp hàng thì mai gửi đi. Đấy, tối nay em sẽ nghỉ sớm các bác nhé, mọi hôm này em phải 11 giờ ngoài 11 giờ. Hôm nay em hơi mệt, hôm nay em sẽ lên cái clip này. Đấy. Đấy. Thay vì 1,5 triệu thì em sẽ lấy 1 triệu thôi. Anh em nào xem kênh thì chốt luôn cho em nhé. Đấy. Chốt luôn cho em. Đấy. Chốt sớm thì người khác chốt sau thì sẽ không còn nữa. Đấy. 43, 2 bích. Anh em nhé. Chim thì khá là thuần. Vách cườm. Chân đỏ âu. Dài. Móng dài. Đấy, đôi khi cứ phải rộng rãi cho anh em tí để anh em không bỏ kênh, anh em xem kênh anh em phấn khởi, gắn kết giữa cái fan hâm mộ với người bán chim. Cả một trang trại hàng vài trăm con, hàng nghìn con mà lại không rộng rãi với anh em được một video, đúng không? Cố gắng mỗi một ngày sẽ có một cái video điểm nhấn nhá. Ok anh em.